trong thời buổi các thiết bị Internet of Things hay là IoT ngày càng phát triển, đồng thời cùng với đó là việc sử dụng mã cần quản lý cũng như theo dõi chặt chẽ, thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một ổ Wi-Fi đến từ Aruba. Thì Aruba là một thương hiệu từ Mỹ và là công ty con của HP, dành cho bạn nào quan tâm. Thì đây là ổ Wi-Fi, thì là Aruba Instant On AP12, tên hơi dài một chút. Thì theo như mình thấy, đây sẽ là ổ Wi-Fi phù hợp nhất đối với những bạn có công việc là sử dụng trong nhà hoặc cũng như doanh nghiệp vừa phải, có số lượng người chỉ từ 20 đến 25 người. Vì sao lại mình nói chỉ 20-25 người, thì một chút nữa mình sẽ nói kỹ về vấn đề này. Đầu tiên mình sẽ nói về phần phụ kiện. Đây, các bạn sẽ thấy đây là tập sách hướng dẫn sử dụng ghi bằng rất nhiều ngôn ngữ các bạn nên giữ lại để có thể biết cách sử dụng nó tốt hơn. Cùng với đó, đây là một cái dây mạng. Dây mạng đây, dây mạng dạng dẹt thôi, để các bạn có thể kết nối từ switch ra cái ổ này hoặc là từ đầu mạng ra cái ổ wifi này. Thì đây, dây dẹt chống kiểu chống đứt đấy. Rồi, cùng với đó đây là hai sản phẩm. Cái này thì mình nghĩ là để gắn lên tường, còn cái này là để gắn vào một chỗ nào đó. Thì đây là cái chân đế đằng sau cái mẫu wifi này, để các bạn gắn vào chỗ nào cũng được. Rồi, mình sẽ bỏ đống này qua một bên. Một số điều hay ho dành cho các bạn này. Nếu các bạn mua cái ổ wifi này về, nếu mà thích kiểu, không thích kiểu gắn lên tường để lên bàn này, các bạn gắn lên trần nhà cũng được đấy, như kiểu vậy. Thì tùy nhu cầu mỗi người thôi. Thì mình sẽ nhận xét một chút về cái phần thiết kế của cái ổ wifi này. Thì đây là một ổ wifi có thiết kế rất đơn giản, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì mặt trước ở đây này, đấy, sờ vào rất mát. Đầu tiên khi mình sờ vào, mình nghĩ đây là kim loại, nhưng mà khi mình ngắm nghía một chút thì mình nhận thấy đây là nhựa thôi. Tuy nhiên mình nhầm là kim loại bởi vì nó hoàn thiện quá tốt. Mặt sau chính xác là từ kim loại đây. Và đấy đằng sau là hàn từ kim loại. Cái này thứ nhất là để tăng được sự chắc chắn cho sản phẩm, và cái thứ hai là để tản nhiệt cho cái kiểu bộ xử lý ở bên trong. Vì anh em biết rồi đấy, các ổ wifi thường bật kiểu 24/7 này, 1 năm thì 365 ngày, còn sang nếu nào năm nhuận ấy thì chắc là 366 ngày, thì lúc nào cũng bật mà. Thì thiết kế bằng kim loại nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với thiết kế bằng nhựa. Thì đằng sau cái ổ wifi này thì các bạn sẽ thấy một rắc cắm nguồn này, một khe cắm mạng, và đây, ở đây là một cổng USB 2.0. Cùng với đó là một chỗ có cái nắp nó che lại. Thì đây là chỗ để các bạn có thể up được firmware, để cho các bạn có thể up được này, sau này ra một số bản cập nhật đấy thì bạn cắm vào đây, sau đó update thì cái ổ wifi bạn nó sẽ được update cái kiểu phần mềm mới nhất. Thì đây là một thiết bị có thiết kế đơn giản như mình đã nói ở đầu, nên các bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ một cái râu nào thò ra cả. Nhưng không vì thế là nó kiểu nó sẽ không có anten đâu, thì anten được tích hợp ở ngay bên trong đây, đây là anten có tên gọi là MU MIMO 2X2 đấy, nó kiểu vậy. Thì với công nghệ anten nghe nó mới lạ như này ấy, thì nó sẽ cho cái mức độ phủ sóng cao hơn các thiết bị bình thường. Đồng thời đó thì cái mức độ phủ sóng mà to như này ấy, cao này, thì nó tránh được cái tình trạng gọi là như kiểu các bạn ra bên ngoài xa thì sóng nó sẽ bị mất, thì sóng này nó sẽ gọi là phủ qua được, xuyên qua bề mặt, nó kiểu nó tốt hơn khi so với các ổ wifi khác. Và về tốc độ thì sao, tốc độ tối đa mà cái ổ wifi này có thể truyền tải được là 1600 mbps, tức là với cái băng tần 2.4G thì sẽ là 300 mbps, còn lại thì nó thuộc về băng tần 5G. Nếu nó đơn thuần chỉ là ổ wifi bình thường cắm vào sử dụng thì có lẽ mình đã không kiểu giới thiệu trong video ngày hôm nay rồi. Đây là một ổ wifi theo mình thấy rất đặc biệt, thì về cách đơn giản nó vẫn là cắm nguồn thôi. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái gì để setup đúng không? Thì để setup được cái ổ wifi này, các bạn sẽ cần tải một cái phần mềm ở trên App Store cũng như Google Play. Thì ở đằng sau cái này, đằng sau cái tờ hướng dẫn sử dụng này, nó cũng có ghi cách lắp đặt, cùng với đó là các cái phần mềm có tên là Instant On. Các bạn chuyển lên App Store, Google Play tải về, và khi tải phần mềm về thì nó có rất nhiều cái hay ho để các bạn có thể quan tâm cũng như sử dụng. Thì đầu tiên đó là việc ấy mà các bạn quan tâm rất nhiều đúng không, kiểu mua wifi về dùng wifi ở nhà, hàng xóm xin mật khẩu thì nếu mà cho thì lại hơi tiếc, mà không cho thì lại mất tình làng nghĩa xóm, mà cho người ta thì các bạn lại không biết người ta sử dụng như nào. Thì với cái ổ wifi này cùng cái phần mềm tích hợp ấy, các bạn sẽ biết được là có bao nhiêu người đang dùng ổ wifi của bạn, và người đó truy cập vào wifi của bạn để xem những cái gì. Thì với cái ổ wifi Aruba Instant On AP12 này, nó sẽ kết nối tối đa là 75 thiết bị cùng một lúc. Thì với 75 thiết bị ấy, nếu bạn cảm thấy tốc độ mạng nhà thừa thãi một chút thì hoàn toàn có thể cho hàng xóm để tăng tình làng nghĩa xóm. Thế đấy của mỗi người thôi, như mình thì chắc là mình nghĩ giữ lại cho nhà mình dùng thôi. Và với gần đó kết nối ấy, thì các bạn xem được là người này kết nối vào, người ta sẽ xem những cái trang web gì, người ta thường xuyên lên những cái trang web gì. Đương nhiên ấy, các bạn chỉ có thể xem được là những cái trang web người ta truy cập vào là gì thôi, chứ các bạn không thể xem được người ta đang làm gì ở cái trang web đấy. Thì là như này này, ngoài ra ấy, tại sao mình nói tính năng ấy quan trọng,
Ví dụ nhá, các bạn có thể xem, bạn có thể cho bạn anh A, anh ấy mượn wifi chẳng hạn, xong anh đi vào anh xem các bộ phim khoa học từ kiểu tình cảm như kiểu Japan antivirus chẳng hạn, thì đấy bạn có thể xem được, à cái ông này thường xuyên xem phim Nhật Bản này, còn những ông kia, à ông này thường xuyên vào cái trang web này xem phim, hoặc là ông kia thường xuyên lướt Facebook xem YouTube chẳng hạn, thì đấy cũng là một cách quản lý như kiểu dùng ở nhà có thể quản lý được các cháu này hoặc là con em chẳng hạn, đấy là mỗi người thôi. Vừa rồi là cái phần tính năng mà mình giới thiệu nhanh cái sản phẩm này, thì đường link chi tiết mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào. Và theo như mình thấy, cái sản phẩm này rất xứng đáng để cho các bạn có thể sử dụng tại nhà, bởi vì cái tính năng như mình vừa nói, đầu tiên là thiết kế đẹp này, cái thứ hai là băng tần phủ sóng nó rất rộng và cao, và cái thứ ba là các bạn có thể quản lý được bao nhiêu thiết bị và nó sử dụng như nào. Ok, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình đúng không trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.